Hà Giang là tỉnh miền núi với địa hình chắc trở, dân cư rải rác, đường đi lại khó khăn và tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Chính vì vậy, kiến thức về y tế, việc thăm khám định kỳ và phát hiện điều trị bệnh phức tạp như tim bẩm sinh cho trẻ còn hạn chế. Vừa qua, chương trình Trái tim cho em đã tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh và nhận được sự ủng hộ của nhiều người từ cả những huyện xa xôi nơi địa đầu Tổ quốc. Nhà ở Đồng Văn, Hà Giang, cách bệnh viện đa khoa tỉnh hơn 4 tiếng đi xe khách. Ba mẹ con cháu thơ xuất phát từ chiều hôm trước để ngày hôm sau kịp vào khám sớm. Đây là cái cháu mắc tim bẩm sinh thông niên thất thôi, độ rất lớn. Nhìn thấy những ngực của cháu nó gồ như quả bóng. Bệnh thì không phức tạp, nhưng mà vì phát hiện muộn quá nó gọi tăng áp lực ở ngoài phổi rất là nặng. Chị Xuân như không thể tin vào tai mình khi biết tin con đang đứng trước bàn cân sinh tử. Cũng chỉ vì gia đình quá khó khăn nên chị đã không có khả năng cho con đi khám từ trước đó. Hai vợ chồng tôi thì rất là nghèo, không có công việc ổn định, thu nhập rất là bấp bênh. Bao giờ thì bác sĩ chỉ định là sẽ không cứu chữa được, có thể chỉ là nếu mà cứu thì chỉ cứu và kéo dài thời gian của con thôi, nên tôi rất là buồn. Là tỉnh miền núi biên giới địa đầu của Tổ quốc, địa hình là đồi núi, dân cư phân bố rải rác, đường đi lại khó khăn. Chính vì vậy, kiến thức về y tế, việc thăm khám định kỳ và phát hiện điều trị bệnh phức tạp như tim bẩm sinh còn hạn chế, nên tỷ lệ trẻ em được phát hiện cao. Phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của nhiều gia đình vẫn còn khó khăn thiếu thốn. Nhiều trường hợp đến với chương trình Trái tim cho em phát hiện quá muộn, không còn khả năng chữa trị. Tỷ lệ khám sàng lọc bây giờ mắc bệnh tim trung bình dao động khoảng 1,5%, tức là khoảng 100 cháu thì có chưa đến 2 cháu mắc bệnh tim. Thì riêng ở Hà Giang này, đợt này chúng tôi khám là gấp đôi như vậy, chứng tỏ là cái số lượng bệnh nhân tim mạch còn tồn đọng và nhất là bệnh nhân nghèo còn khá cao ở tỉnh Hà Giang. Chúng tôi rất là vui mừng là cái chương trình Trái tim cho em này lại được đến với Hà Giang, và chắc chắn là lần này thì cái số lượng của cháu được sàng lọc sẽ nhiều hơn và cái hiệu ứng về cái chương trình này ngày càng tốt hơn. Kết thúc 2 ngày khám sàng lọc tại tỉnh Hà Giang, chương trình Trái tim cho em đã thăm khám thành công cho hơn 1.400 trẻ. Trong đó, 35 trường hợp được phát hiện mắc dị tật tim bẩm sinh, 28 trường hợp được chỉ định can thiệp phẫu thuật gấp, 23 trẻ làm đơn xin hỗ trợ chi phí phẫu thuật từ chương trình Trái tim cho em, 7 trường hợp phải theo dõi, với số tiền chi phí khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng.